Đang quay nè. Đây là làng Thái Xuân. Đây coi như là Việt Nam mình ở không ha. Thái Xuân Village, làng Thái Xuân này giống như mấy người mới qua người ta làm. Mà cái này là chỗ xây đầu tiên cho mấy người tị nạn thôi. À đây nè, đúng rồi, có cái nhà thờ đây nè. Thờ ở trong. Nó có cái khu để thờ rồi đây. Ừ, bên đây cũng còn nè. Bên đây. Cái bên đây á. Đường xá, bên Texas sát. Cái này sao nó lại xấu vậy ta? Để lại đường xá nó xấu. Phụ đòi lấy lại mà dân ta không chịu. Đây hình như sửa mới hơn được chút xíu nè. Cái gia đình đó coi. Sửa mới được xíu được. Xe hơi đồ đầy trong. Tiền không có tiền, người ta như người ta ở, hay người ta ra ta mướn, người ta ở xong rồi sau đó người ta phá giả rồi người ta bắt tiền.
có cây cối tự nó thấy Việt Nam không? thấy Việt Nam không đúng không, như nó có người nước ngoài đó hả? Ra đây không?